Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đêm 16 ngày 17 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước thì hôm nay hơn 12.500 thí sinh tỉnh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng với sự chuẩn bị chu đáo tại các điểm thi, các thí sinh cũng đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Ngày mai được dự báo vẫn là một ngày nắng nóng nên quý vị phụ huynh cũng cần chuẩn bị tốt các điều kiện về sức khỏe cho con em mình trong buổi thi sáng mai theo dự báo thì đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh vẫn chịu ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ ổn định. Thời tiết các khu vực trong tỉnh vẫn phổ biến là nắng nóng với mức nhiệt tương đối cao ở khu vực miền đông từ 27 cho đến 34 độ. Đối với thành phố Hạ Long trong ngày mai thì nhiệt độ vẫn duy trì ở mức từ 29 cho đến 34 độ. Nắng mạnh về trưa và chiều phần nào ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt. Người dân cần có các biện pháp che chắn nắng, bảo vệ sức khỏe khi có các hoạt động ngoài trời. Ở khu vực miền Tây của tỉnh thì nhiệt độ ngày mai cao nhất ở mức 34 độ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, gió Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động từ 29 cho đến 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng cùng độ ẩm không khí giảm thấp nên cảm giác nóng tăng lên nhiều và nhu cầu sử dụng điện nước tăng cao. Quý vị và các bạn cần sử dụng hợp lý để vừa tiết kiệm nguồn chi tiêu của gia đình, chung tay cùng xã hội vượt qua những ngày thời tiết nắng nóng này. Còn bây giờ chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết tại các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và sáng mai, quá trình hội tụ gió ở vùng núi hoạt động yếu, mưa rào và rông vẫn có khả năng xảy ra giải rác ở Bắc Bộ. Tuy nhiên cục bộ một số nơi vẫn có khả năng xảy ra mưa rông mạnh, lượng khá lớn. Còn ở vùng đồng bằng và trung du, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn. Ngày mai thì do ảnh hưởng cùng vùng áp thấp nóng phía tây nên hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ trời đều có nắng. Trong đó có nơi thời gian nắng kéo dài và cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai có sự biến động giữa các vùng miền. Khu vực vùng núi và ven biển thời tiết trời dịu mát hơn. Khi nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 32 cho đến 35 độ. Riêng tại Sơn La, Hòa Bình và vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Các tỉnh duyên hải miền Trung vẫn kéo dài chuỗi ngày nắng nóng. Dự báo ngày mai thì suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Định, Phú Yên tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến ở mức từ 35 cho đến 38 độ. Có những điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ cùng độ ẩm không khí giảm thấp nên cảm giác nóng tăng lên nhiều. Cùng trên khu vực miền Trung nhưng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thời tiết dễ chịu hơn cả khi nhiệt độ cao nhất khoảng từ 33 cho đến 35 độ và mưa rào có khả năng xảy ra vào cuối ngày đang trong thời kỳ giữa mùa mưa nhưng gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa rông chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối. Cục bộ có nơi có mưa rông mạnh, cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông. Ngày mai thì hầu hết các nơi trên khu vực trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khu vực Tây Nguyên từ 30 cho đến 33 độ, còn ở Nam Bộ từ 31 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, nên bà con cần chú ý đề phòng.